Vừa qua, tại Hà Nội, Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ đã tổ chức chương trình tọa đàm trực tuyến với chủ đề Chuẩn bị gì trước đại dịch MERS-CoV. Tại buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề Chuẩn bị gì trước đại dịch MERS-CoV do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức chiều ngày 11 tháng 6, ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế và bác sĩ Trần Thị Hải Ninh, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã cho biết về tình hình dịch bệnh và công tác chuẩn bị phòng chống dịch MERS-CoV. Theo đó, dịch bệnh này đã được ghi nhận tại 26 quốc gia với tổng số người nhiễm trên toàn cầu là 1.250 người, trong đó 451 người đã tử vong. Loại virus này được các chuyên gia quốc tế đánh giá rất nguy hiểm, không kém virus gây dịch SARS năm 2003 khiến hơn 800 người tử vong. Virus có tốc độ lây lan nhanh, lây truyền từ người sang người và nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam rất cao. Hiện tại dịch chưa xảy ra Việt Nam và nếu xảy ra thì sẽ là trường hợp dịch xâm nhập, tức là các cái bệnh nhân mà đi từ các vùng có dịch đến, cho nên nếu có thể thì người dân nên hạn chế đi đến những cái vùng mà đang có dịch, ví dụ như là ở khu vực Trung Đông hoặc hiện tại thì ở Hàn Quốc. Trước nguy cơ dịch bệnh MERS-CoV có thể xâm nhập vào Việt Nam, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch và hạ quyết tâm không để dịch bệnh tràn vào Việt Nam. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh là những đơn vị được giao nhiệm vụ xét nghiệm, xác định bệnh phẩm nghi ngờ mắc MERS-CoV. Hiện tại, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã lên kế hoạch lập ban chỉ đạo xây dựng toàn bộ hệ thống xét nghiệm phòng chống nhiễm khuẩn để đảm bảo có thể ứng phó được trong trường hợp dịch có thể xảy ra. Hiện tại thì bệnh viện đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo, cũng như là xây dựng các cái kế hoạch phòng chống dịch bệnh theo từng kịch bản trong trường hợp dịch chưa xâm nhập vào Việt Nam, trong trường hợp mà có ca bệnh đầu tiên, cũng như là dịch khi mà dịch lan rộng ra cộng đồng. Ngoài dịch bệnh MERS-CoV, thời gian này còn được xem là thời điểm các loại dịch bệnh bùng phát nhiều nhất trong năm. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng để đồng hành cùng ngành y tế trong công tác bảo vệ, phòng chống dịch bệnh, thì mỗi người dân hãy tự ý thức trách nhiệm đối với sức khỏe bản thân, tự ý thức được cách phòng tránh phù hợp, bình tĩnh và chủ động trong mọi tình huống để cùng ngành y tế tìm ra những giải pháp giải quyết.